xin Chào các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trận đấu kinh điển giữa Đào Hồng Minh và Hứa Ngọc Xuyên tại giải Dân Bách Bôi năm 1995, tổ chức ở Lan Châu. Hứa Ngọc Xuyên là một thiếu niên anh hùng, nổi danh từ sớm. Anh vô địch Trung Quốc năm 1993 khi mới 18 tuổi. Lúc này Hứa vừa tròn 20, Mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng lối đánh của Hứa vô cùng lão luyện. Với chiến thuật tiến khẽ dị công, thoái khẽ dị thủ, nghĩa là tiến có thể đánh, lui có thể giữ. Hứa Ngân Xuyên được mô tả như một quái vật khó bị đánh bại nhất của Trung Quốc lúc bây giờ. Trong khi đá Đào Hoàng Minh vốn xuất thân từ cờ giang hồ, võ công theo đường tà ma ngoại đạo, nổi tiếng nhờ công phu trung tàn, âm phong thật cốt, cực kỳ quỷ dị và hiểm độc. Lúc này Đào đang ở thời kỳ sung mãn nhất của sự nghiệp khi vừa giành chức vô địch Trung Quốc năm 1994 và đang là đương kim quán quân. Xét về thực lực thì Hướng Ngân Xuyên có phần nhỉnh hơn, nhưng Đại Hằng Minh lại đang có vận khí cực tốt. Bá khí của một tân kỳ vương luôn là một điều gì đó rất khác biệt. Vì vậy, đây là một trận chiến được đánh giá là cân tài cân sức cho cả hai. Theo kết quả bốc thăm, Đại Hằng Minh được cầm quân đỏ đi trước, còn Hướng Ngân Xuyên cầm quân xanh đi sau. Liệu phần thắng sẽ về tay ai? Thì sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi trận chiến giữa hai người với ưu thế đi trước đại hàng minh lập tức đóng pháo đầu để tấn công ngưng xuyên lên mã phòng thủ đào phát triển mã phải hứa raisi đào cũng raisi hứa tiếp tục bay mã bên kia tạo thành hệ thống phòng thủ binh phong mã đến đây đào lựa chọn phương án tốt ba tấn một hình thành bố trận pháo đầu tam binh đối binh phòng mã Lúc đánh này đề cao sự chắc chắn được nhiều cao thủ có công lực mạnh trung tàn yêu thích sử dụng để đối phá hứa đi một phương án quen thuộc là tốt ba tấn một cũng tấn tốt để mở thông đường cho mẹ bên mình. Đào phát triển mẹ biên. Hứa tấn tốt 1 Nước này cả hai dụng ý. Một là khống chế mẹ biên của đỏ. Hai là mở đường cho san tiến lên bảo vệ hàng tốt. Cách đi của bên xanh cũng rất vững vàng chắc chắn. Để công phá hệ thống phòng thủ của bên xanh, đại minh đã lựa chọn một phương án tấn công kinh điển là pháo 8 bên 7. Vì bên đỏ bố trí hai pháo, một con lộ 5 và một con lộ 7 nên trận này được biết đến với tên gọi là Ngũ Thất Pháo. Khai cuộc Ngũ Thất Pháo này bắt đầu xuất hiện từ thập niên 80 của thế kỷ trước và trở thành một khai cuộc rất được yêu chuộng cho tới tận ngày nay. Mọi người cảm thấy trận pháp này tuy vững chắc nhưng không mất đi sự sắc bén, rất phù hợp với tư tưởng trong tôn tử binh pháp nói rằng tiên vi bắt kẻ thắng, dĩ đại địch chi khẻ thắng. Nghĩa là trước hết phải khiến quân địch không thể thắng rồi mới chờ cơ hội thắng địch. Người sử dụng khai cuộc ngũ thoát pháo này nổi tiếng nhất là danh thủ Từ Tiên Hồng. Tại giải vô địch Trung Quốc năm 1989, Từ Tiên Hồng chỉ dựa vào trọng pháp này đã chiếm ngã ngựa Lưu Đường Trung, lúc đó đang có điểm số dẫn đầu, rồi thắng tiếp một lèo lên thẳng ngôi bá chủ. Sau sự kiện đó, ngũ thoát pháo trở thành một tuyệt kỹ danh trấn giang hồ, được nhiều danh thủ ngày đêm nghiên cứu, biến hóa vô cùng rộng lớn. Đàn Minh có lẽ đã nghiên cứu tinh thông khai cuộc này, bây giờ đem ra sử dụng để tạo áp lực không nhỏ cho đối phương. Hướng Hồng Xuyên dĩ nhiên thơ hiểu sự nguy hiểm của ngũ thoát pháo. Anh bình tâm suy nghĩ rồi đáp trả ba nở cơ rất mạnh, làm mà 3 tấn 2. Chiều này có tên gọi là Ngoại Mã Phong Xì, si, là đòn đánh nổi tiếng nhất của Binh Hậu để chống lại đoàn ngũ thoát pháo. Điểm tinh hoa trong thế nhảy mã này của Binh Hậu là sử dụng pháo và mã để ngăn chặn đường ra của xe si đỏ nơi kênh trái. Đây là cách phong tỏa rất hiệu quả, thậm chí còn được xem là một trong những cách phong tỏa xe si hiệu quả nhất trong cờ tướng. Khi bị phong tỏa thế này thì sẽ si đỏ nơi cánh trái sẽ si không thở ra theo trục dọc mà chỉ có thể phát triển theo trục ngang. Điều này sẽ khiến sĩ si đỏ mất nhiều nước đi hơn mới tìm được điểm đến lý tưởng. Tốc độ xuất quân vì vậy cũng sẽ chậm hơn. Tuy nhiên đoàn ngoại mã phong xe si này không phải là không có điểm yếu. Vì khi mã xanh nhảy lên biên sẽ si khiến phòng thủ trung lộ của bên xanh bị mỏng đi. Đặc biệt là vị trí top 5 của bên xanh rất dễ bị tấn công. Đây là vị trí mà bên đỏ sẽ cố gắng khai thác. Đại hân nắm được điểm yếu này của đối thủ nên trước tiên ông tiến si chính, cố gắng điều động si để vị trí tấn công thuận lợi hứa lên tượng gia cố phòng thủ trung lộ đào tiếp tục tiến si bên kia gia tăng sức ép hứa tiến si quản lý hàng tốt như đã nói mẹ xanh nhảy lên biên khiến phòng thủ trung lộ bị yếu đi nên hứa ông xuyên nước trước bay tượng nước sau tiến si gia tăng lực lượng phòng thủ trung lộ đều là cả nước ly rất mạnh qua đá hóa giải điểm yếu của hình trận Hiện tại bên xanh đang tạo nên một hệ thống phòng thủ rất vững chắc Bên đỏ muốn tìm cách xuyên phá không phải dễ dàng Chúng ta hãy xem đại hạng bên sẽ tấn công tiếp như thế nào Đào trầm tư tính toán, rồi bên xi khống chế con đường huyết mạch Hứa bên pháo mời đội xi Đào bên xi đánh tốt và đi mã Hứa giặt pháo vơ, chuẩn bị bên pháo tấn công xi Đến đây bên đỏ có thể cân nhắc phương án tốt 5 tấn 1 Dốc luật tấn công, thống nhất với nước bên xi ăn tốt trước đó như vậy sẽ phù hợp với bước đi tiên thủ. Tuy nhiên, trong ván cơ thực chiến, Đại Hăng Minh lựa chọn phương án tốt 3 tấn 1. Hứa binh pháo bắt xe, đào binh xe né tránh, hứa tiếng pháo diệt tốt. Đại Hăng Minh chủ động thấy tốt, có lẽ ông muốn cho pháo xanh bay lên dùng quân mai phục để công kích. Tuy nhiên, tổn thất một hùng binh không nhỏ, hơn nữa pháo xanh đều đến trận địa cửa hà, vẫn phục nhiều thủ đoạn công thủ lợi hại. Nên nước thấy tốt của đào, rốt cuộc là đúng hay sai, cần phải suy ngẫm thêm. Có lẽ chúng ta cần phải xem tiếp diễn biến của ván cờ để có cái nhìn sâu sắc hơn. Lúc này, đào lỡ đâm lao phải theo lao, bắt buộc phải tiếp tục bay mãi lên, toàn lực tấn công. Hứa đinh sĩ gia cố phòng ngự một lớp. Đào tiếng xe chen tượng. Đại hạng minh cho xong xe chiếm xương, khí thế hung hổ. Lúc này là cho xe đi mắt tượng, là cửa khí của cờ tướng. Chuẩn bị thủ đoạn công kích tiếp theo là mã 4 tấn 3 và tốt 5 tấn 1. Đà hàng minh có biệt hiệu là trường bạch hổ sử dụng chiêu thức công sát vô cùng hung hãn lúc này việc phòng thủ của bên xanh là vô cùng cấp bách hứa định thăng một chút rồi xuất thủ chiêu thức pháo bảy binh 6 binh pháo chiên ngựa một đoàn phòng thủ rất rắn mặt theo phong cách quen thuộc của hứa gia hứa ngân xuyên là đệ tử của kim mai dương quân lân người nổi tiếng với kỹ năng phòng ngự trâu bò nhất lịch sử sư trà dương hứa không sợ người ta tấn công ngược lại đối phương càng hung hăng chừng nào thì sư trò nhà này càng khoái chừng nãy. Đại hồng minh hung hăng cả thừa tiếp tục tiến tốt, dần thang may phát động tấn công chính diện. Kế hoạch tiếp theo của bên đỏ là xua tốc năm qua sông, sử dụng phá trung lộ nhắm vào tượng giữa đối phương để công kích. Chúng ta hãy xem cái chơi lưu mạng của đại hồng minh có xuyên phá được hệ thống phòng ngự dây đặc của hướng ngô xuyên hay không. Hứa tiến xin si lên bắt mã, nước cơ kịp thời để tiếp cứu trung lộ. Đào giặt mã về bắt lại xe. Si. Hứa bên xe si ăn có hướng ân xuyên thông qua việc điều động xe si để tiêu diệt được hùng binh của đối phương giải tỏa được một phần áp lực ở trung lộ tuy nhiên sóng gió vẫn chưa hết đại an minh đi một nước cơ rất quả quyết pháo năm thói một Quân phong lại nổi sóng sau khi thói pháo đại an minh đang dọa nước pháo bảy bình năm sử dụng pháo hai năm để bắn phá cực mạnh bất cứ hành động khinh suất nào của hướng ân xuyên đều dẫn đến thất thủ thanh trì điều này đối với hứa là một sự khảo nghiệm nghiêm khắc tình thế của bên xanh đột nhiên trở nên vô cùng nguy ngập theo quan điểm của mình bất kỳ ai cầm cờ xanh trong tình huống này đều 99% là toi rõ ràng không dễ tìm được cách đối phó tuy nhiên hướng quân xuyên là ai anh ấy có biệt hiệu là kim cương bất Hỏi đánh mãi không chết và chúng ta hãy xem trong thất cơ rất khó này hướng quân xuyên để xử lý như thế nào trước tiên hỡi chơi có hai thói một bác sĩ. Si. đào ngay lập tức tiến xi si lên bắt lại pháo nước thổi pháo của hứa có phần hơi khá hiểu pháo chạy nhẫn không bắt được si còn bị si đạo bắt lại chẳng phải là để thiệt nước hay sao trong lúc mọi người đang gãy đau gãy tay chưa hiểu được dương cớ thầy hướng xuyên đã đi ra một nước cờ khiến tất cả phải há hốc mồm đó là nước si một bình bốn thí si một nước cờ tinh hoa trong tinh hoa có si biên của hứa đào không để mắt tới bây giờ bất ngờ tập kết cuộc thá lập tức xoay chuyển Hương Xuyên đang trình diễn cho chúng ta thấy nghệ thuật phòng thủ ở đẳng cấp cao nhất. Đạn mình Minh trúng phải đòn này, đầu óc lập tức quay cuồng. Ông phải đối phó thế nào? Nước cơ đầu tiên bên đã có thể nghĩ đến là Thoái Si và xi. Si. Tuy nhiên nước này không ổn vì San sẽ bình pháo ăn lại Si. Đội quân kiểu này rõ ràng bên đã sẽ gặp bất lợi. Phương án thứ hai là bệnh đạo bên si ăn pháo, liệu có được hay không? Trong trường hợp này, bên sang cả nước binh pháo chiếm trung lộ. Đã bên phải bắt xe, thì sang bên xe. Nước sau sang cả thủ đoàn tấn xe chiếm sẽ chiếu bấy. Đã không thể phong thủ. Vì vậy, bình xe ăn pháo cũng không phải là lựa chọn có thể đi Trong vấn cơ thực chiến, Đào bên minh sau một hồi vặn nát cả ốc để suy nghĩ. Cuối cùng quyết định lựa chọn phương án lưu lợi nhất là pháo 7 tấn 3 ăn tốt. Đào không để ý để hai xe đang nhìn nhau để tiến pháo tấn công thể hiện tay gan mặt lớn. Hiện tại đang đi dò tấn pháo chiêu bấy. Tuy nhiên đòn đánh của Đào chưa đủ độ sâu. Hứa suy nghĩ một chút rồi bình pháo cản lại. Hướng Ngân Xuyên phòng thủ thật phi thường, khiến mọi đòn phép tấn công của đại hồng minh đều bị hóa giải. Đào nhận thấy đòn đánh của mình như đâm đau vào đá, chẳng những không tấn công được đối phương, còn bị lực đạo phản kích khiến toàn thân bị trọng thương. Lúc này tấn công của bên đỏ bị tiêu tan, Đào chẳng còn cách nào buộc phải thoái xi si và ăn xi. Si. Hứa nhẹ nhàng bình pháo ăn lại xe si. Sau khi đội quân Cuộc thá đi theo chiều hướng có lợi cho bên xanh Hứa Ngân Xuyên từ thế phòng thủ Chuyển sang thế phản công Ngược lại Đại Hằng Minh lại đang rơi vào trạng thái nguy hiểm Đại Hằng Minh một phút sơ ý Trở tay không kịp Ông nghiến chặt răng tiến tượng lên Dùng pháo đuổi xe si, cố sức vung vãi. Hứa bên xe si để tránh Trước đó thế công của đào rất mãnh liệt Không ngờ rơi vào gian kế của địch Bây giờ mẹ xanh đang dọa xe si. Tường xanh lại đang dọ pháo Kẻ si và pháo đỏ bị kiềm chế không thể thoát thân Hễ động quân này thì chết quân kia Bên xanh lại dọ nước Tấn pháo lên bắt si cực kỳ hiểm ác Đại hồng Minh tấn công không hiệu quả Ngược lại rơi vào thế hệ phòng Cuộc diện trước mắt khác xe Và hiệu quả mong muốn trước đó Nhất thời tinh thần hoảng hốt Đi cơ mất sự trúng mực. Ông binh pháo bắt mã Đã loạn lại càng thêm loạn Hứa chấp ngay cơ hội binh pháo tấn công trung lộ Đào chỉ có thể lên sảy Hứa bên pháo tấn công lại mã Hứa con xuyên đi cờ vô cùng tự nhiên Tiêu sái Từ từ khống chế thế trận Đào không còn lựa chọn Phải nổ pháo chiếm mã Hứa tiếng pháo ăn lại mã Đến đây nếu bên đạo bên pháo vào trung Tấn công pháo giữa của xanh Thầy sang có nước kê si giữ pháo Đồng thời phục nước nổ pháo phá tượng chiếu tướng Để bắt chết si đỏ Đỏ phải chạy si sang giao tiếp tượng năm tấn 3 chiếm pháo. Đến nên đây đã mất quân bài thế xác định. Với vài trăm vấn cơ thực chiến, đại hận minh không dám manh động, ông buộc phải cho pháo thói vơ cố sức phòng thủ. Nhân hướng ông xuyên đã chiếm được tiên cơ, lập tức ra đòn sấm xét, c 2 binh 8, chuẩn bị đâm xi chữ bấy. Để chạy sát đang phải xuất tướng, hứa là binh xi vỗ mặt tấn công, chiếu tướng đào bị đối phương xoay cho không kịp thở phải vào tướng hứa tiếng xe si đuổi pháo hứa ngân xuyên lợi dụng việc xe si pháo đỏ ở cánh trái bị kiềm chế đã nhanh tay điều động xe si đánh vào cánh phải trống rỗng của đỏ liên tục dùng xe si hâm bí bình xe si chiếu tướng rồi lại tiếng xe si bắt pháo đánh đông dọa tay như vào chỗ không người đại hân minh bị đối phương bất ép trong lòng bất bối mà chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngậm ngùi tiếng pháo chỉ có thể ngon ngoãn nghe theo sự sắp đặt của hứa đến đây thầy lớn đã định hứa đánh trống Harrell reo cho tướng ra trận dùng mặt tướng hỗ trợ cho chuẩn bị đâm xuống chiêu bấy để giải sát đây chỉ có thể bên pháo sân cản nhưng một pháo đỏ lị loi làm sao cản được thế công liên hoàn của đối phương hứa châm ngoài chở pháo bắn tan sát ngựa phát động cuộc tổng tấn tổ công toàn diện đến đây nếu bên đỏ tiến tượng ăn pháo Thầy bên xanh tiến mã ăn tốt dùng mã bắt kẻ pháo và hai tượng của đối phương cục diện của bên đỏ sẽ lập tức tan vỡ. Bởi vậy trong ván cơ thực chiến, đại Hăng minh quyết định bên Xi si ăn tốt, tấn công vào pháo giữa của San để giải vây. Nhưng đã muộn, ở vụt pháo đánh tới, vừa chiếu tướng vừa bắt Xi si. Lúc này nếu đã tiến tượng ăn pháo, thì San tiến tượng ăn lại pháo. Bên đã thiệt quân, thất thế, chắc chắn bại trọn. Cho nên trong ván cơ thực chiến, sau khi hướng ông Xuyên tiến pháo phá tượng Đại hàng Minh thấy hết cách đỡ Nên đành đẩy bang chịu thua Cầm tổng tự binh pháp có câu rằng Hình binh tựa như nước Hình của nước tránh chỗ cao Mà chảy xuống chỗ thấp Hình của binh tránh chỗ thật đánh vào chỗ hư Nhìn lại ván cờ này Hướng ông Xuyên đi cơ chuẩn mật Thế trận nghiêm chỉnh Thành cao heo sâu Chủ động bay trận chờ đối phương đánh tới Đại hàng Minh biết trước mặt là núi cao Là vật lớn Vẫn một mật mãnh công bất chấp nguy hiểm đánh vào chỗ đối phương phong bậy kiên cố nhất chẳng phải là để đâm đau vào chỗ chết hay sao dù cho đao là một kỳ tài xuất được nhiều nước thân diệu nhưng sách lược ban đầu đã sai rồi như khi người ta cài nút áo cài sai từ nút đầu tiên thì càng làm đã càng sai bài cuộc của ông là điều có thể dự đoán vậy cuối cùng nếu các bạn thấy ván cờ hay thì đừng quên cho một like và để lại bình luận của bạn bên dưới video này nhé xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại trong những video thú vị tiếp theo